Ngày 21 tháng 12 năm 2012 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội chợ Triển lãm trà, cà phê, cacao, thực phẩm và đồ uống lần thứ hai. Sự kiện năm nay do Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội Cà phê, Cacao Việt Nam cùng các công ty triển lãm phối hợp tổ chức. Hội chợ lần này quy tụ nhiều gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước với số lượng sản phẩm đồ uống dồi dào. Đặc biệt, các nhà sản xuất năm nay đã chú trọng hoàn toàn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng tôi có mang đến những dòng cà phê hạt và bột rang nguyên chất, mang hương vị gu thuần Việt, đậm đà, rất hợp với hậu vị người Việt và rang mộc, tốt cho sức khỏe. Khách tham quan đến với hội chợ sẽ được thưởng thức miễn phí những đồ uống mang hương vị mới lạ, bổ dưỡng. Một số quầy hàng còn hướng dẫn khách tham quan cách pha chế trà, cà phê, cacao để thức uống trở nên ngon hơn và đậm đà hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn giảm giá rất nhiều mặt hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm. Mình cũng thường xuyên dùng, và ví dụ như vào buổi sáng thì mình hay dùng một ly cacao á. Thì mình cũng rất thích cái đồ uống này, ít nhất thì cũng giúp cho mình được tỉnh táo xong trong một ngày làm việc ấy. Mình thấy hội chợ rất là sầm uất, mang phong cách của các doanh nghiệp đến tri ân cho khách hàng ấy. Mình rất là thích hội chợ năm nay. Hội chợ triển lãm trà, cà phê, cacao, thực phẩm và đồ uống lần thứ hai sẽ kéo dài từ ngày 21 tháng 12 cho đến ngày 26 tháng 12 năm 2012